Mời các bạn nghe tiếp Kỳ án ánh trăng chương tám Phỏng vấn người chết Nếu sớm biết sẽ có chuyến đi này Thì ngay hồi trước khi rời khỏi nhà cô Cô nghe lời tôi xuống ca vô tích thì hãy biết mấy Tạ Tốn và Diệp Hinh sánh vai nhau Đi ra khỏi nhà ga Bầu trời đầy mây xám thời tiết cuối xuân ở Giang Nam thường vẫn thế này. Anh giúp tôi xem bản đồ đi, và làm ơn, nói ít thôi. Lần này về Giang Nam, hình gọi Tốn, Tốn đương nhiên chỉ mong được như thế. Anh lái xe họ bành cho hình biết, 16 năm qua, trong 12 nữ sinh ở phòng 405 nhảy lầu, có cô Thẩm Vệ Thanh gặp nạn năm 1977 nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết có điều sau khi phải cư bỏ chân thì cuộc sống của Thanh gắn liền với chiếc xe lăn đặc chế. Tinh thần cũng bị sốc nặng. Thanh đành bỏ học, trở về nhà. Năm đó, bành lái xe đưa Thanh về nhà cha mẹ cô ở Nghi Hưng. Anh có ghi lại địa chỉ của cô. Hình này nỉ, bành do dự mãi, rồi cũng cho cô biết. Hình cho rằng mình sẽ có nhiều thu hoạch trong chuyến viếng thăm Thanh lần này vì bành cho biết Thành cũng chính là một trong các nữ sinh từng phải nằm viện tâm thần hình và tốn đi ô tô từ ga vô tích đến thị trấn tân ngụy huyện nghi hưng sau nhiều lần hỏi thăm họ cũng đã đặt chân đến đường phố mà nhà họ thẩm cư trú nhưng lạ thay họ tìm khắp các phố phường mà không thấy số nhà cần tìm hình hỏi thăm một bác gái mở tiệm tạp hóa thì ra là khu này đã được cải tạo nơi ở cũ của nhà họ thẩm thuộc dãy nhà cấp bốn nay đã được bố trí ở nhà chung cư bác chủ hiệu chỉ khu nhà bày tầng nằm tranh trách phía trước thở dài họ bị xếp ở tầng sáu may mà có thang máy nếu không cô thành lên xuống sẽ rất bất tiện ra mở cửa phòng sáu một là một cô gái trẻ non rất thanh tú Cô ngồi trên xe lăn, hai ống quần lép kẹp buông thõng xuống. Ánh mắt thoáng nét cảnh giác. Cô nhìn hai người khách lạ. Khỏi cần nói, đây chắc chắn là thầm vệ thanh. Xin hỏi, chị là thẩm vệ thanh, phải không ạ? Thanh nhìn thẳng vào hình, khẽ gật đầu. Hình nói tiếp. Em là Diệp Hinh, sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh. Rõ ràng là Thanh thở gấp hơn, lạnh lùng hỏi Có việc gì không? Rồi im lặng, không tỏ ý mời hai người vào nhà Hình bỗng lúng túng, không biết nên nói thế nào Ngần ngờ dây lát rồi nhìn tạ tốn Tốn vẫn giữ cái vẻ ngồ ngộ như trước Thế thì anh ta đừng nói gì còn hơn Em chưa biết nên nói thế nào cho phải Em muốn biết về cảnh ngộ chị đã gặp phải ở Đại học Y Giang Kinh ngày trước. Nhưng cũng rất lo sẽ gợi lại những hồi ức không vui, thậm chí đau khổ của chị. Hình đành gượng nói ra. Cô đừng lo, tôi đã không còn nhớ được gì nữa, nên sẽ không đau khổ. Cũng như đôi chân này không còn nữa, thì cũng sẽ mất hết cảm giác. Thành nói, cứ như là đang học thuộc lòng, Ánh mắt của truyền sang tạ tốn Và vẫn nhìn thẳng như vậy Em cũng hiểu Năm xưa chị phải chịu nhiều nỗi khổ Không hề muốn nhắc lại chuyện cũ Nhưng Em và năm bạn nữ khác Đang cần chị giúp đỡ Chúng em đang ở phòng 405 Nhà 13 Hình nói thẳng mục đích chuyến đi Thành hơi run run Ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của tạ tốn Một lát sau Chiếc xe lăn lùi lại xin mời vào đây căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp chỉ hơi thiếu ánh sáng cửa mở từ phòng khách ra ban công đã được đóng chặt ô cửa hai bên ban công thì nhỏ hơn so với các căn hộ bình thường khác tôi biết chắc mọi người nhất định cho rằng tôi là người may mắn các nữ sinh nhảy lầu trước và sau tôi đều bị chết chỉ mình tôi sống sót nhưng đôi khi con sống chắc gì đã là may mắn hơn một người tàn tật như tôi khó mà tìm được việc làm chính thức cha mẹ tôi sinh tôi rất muộn nay hai người đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng vì nuôi tôi nên cả hai vẫn phải sớm tối đi về đi làm ở xưởng gốm mỹ nghệ từ xa ngoài thị trấn ngoài ra suốt mấy năm nghỉ học về nhà tôi còn là khách thường xuyên của đủ loại bệnh viện kể cả bệnh viện tâm thần tôi đã phải dùng không rõ bao nhiêu cân thuốc đến nỗi hòng cả thật thế là lại phải dùng nhiều thuốc hơn nữa một thí dụ quá hay về vòng tuần hoàn ác tính đúng không vệ thanh chậm rãi thổ lộ nỗi lòng tôi mong rằng mình đã nói không quá dài dòng những điều này tôi đã muốn nói ra từ lâu nhưng không dám nói với cha mẹ tôi sợ sẽ làm họ đau lòng cả hai người đã quá vất vả rồi cứ nói đi. Chỉ cần chị thấy mình nhẹ nhõm hơn là được rồi. Hình thấy vệ thanh than thở, không có gì là quá đáng cả. Hình cũng thấy buồn thay cho chị. Cô đến đây vì muốn biết về điều gì? Vào dịp cuối xuân đầu hạ năm ấy, cuộc sống của chị đã có điều gì khác thường không? Tại sao chị lại lựa chọn con đường tuyệt vọng như thế? Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, vẫn một giọng chậm rãi. Tôi thật sự không nhớ được nữa. Nếu không, bên công an đã chẳng phải gác vụ án lại. Mãi mãi chưa phá nổi. Ngày tôi cũng tin là kết luận của họ là áp lực trong học tập quá lớn. Kể ra thì... Khi ở trường, đúng là tôi rất coi trọng điểm số. Rất muốn bứt phá. Hôm bị ngã, vì trên những xào tre bắc chĩa ra, từ giữa cổ sổ tầng 3 và tầng 2, vẫn có chăn và quần áo phơi chưa cất. Nên tôi bị vướng vào đó rồi mới ngã xuống sân Thoát chết Nhưng tôi bị chấn thương sọ não rất nặng Vì thế đã quên nhiều chuyện cũ Cho đến giờ tôi vẫn chưa bình phục Tôi cũng hay quên cả những việc vừa mới xảy ra hôm trước Nghe vệ thanh phủ định tuyệt đối như thế Hình thấy hơi thất vọng Nhưng cô vẫn mong nắm được cơ hội cuối cùng Chị có thể cho em biết Ánh trăng là gì không? toàn thân vệ thanh rung mạnh cô lùi mạnh chiếc xe lăn đôi mắt lại nhìn thẳng vào diệp hinh cô nói gì cô nói lại xem ánh trăng ánh trăng là gì im lặng hồi lâu rồi khuôn mặt thanh tú của vệ thanh dần méo sạch nước mắt tôn trào cô ôm ngực nhịp thở rất mạnh đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng diệp hinh và tợ tốn nhìn nhau không biết mình nên nói gì làm gì nữa cuối cùng thanh đã bình tĩnh trở lại ánh mắt trở nên sắc lạnh cô chỉ nhìn thoáng hai người rồi xoay bánh xe lăn quay lưng lại với họ nói giọng tẻ nhạt câu hỏi của cô thật là lạ tôi không hiểu tôi mệt rồi mong cô đừng làm phiền tôi nữa tôi xin lỗi đã để cô phải tốn cốc đến đây. Thật ra, cô nên chuẩn bị những... thực ra, cô nên chuẩn bị sẵn những tư tưởng rồi. Hình không cam tâm, nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của vệ thanh, Hình cũng không thể tiếp tục hỏi thêm nữa. Huống chi chủ nhà đã có ý đuổi khách. Hình chờ đợi thêm, nhưng thấy thanh vẫn lặng yên, nên cô đành nói. Chúng em đã làm phiền chị cảm ơn chị đã thẳng thắn nếu nếu chị còn muốn nói chuyện gì với em em xin để lại đây số điện thoại phòng thường trực ở ký túc xá chị cứ gọi điện cho em coi như chúng ta trò chuyện muốn nói gì cũng được lúc hai người quay ra vệ thanh vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ chỉ lạnh lùng nói một câu khép cửa hộ tôi hinh chán nàn buồn giàu bước xuống sân tốn gắng nghĩ cách để cho huynh phấn chấn lên anh nói luôn thôi nào đừng ủ ê tiêu nghỉu thế kia ít ra là cũng đã gặp được người ta đúng không tiếp theo nên làm gì chúng ta ra mua vài cái ấm pha trà gốm từ xa hay đi thăm động thiên quyển đến chơi thái hồ hình bực mình nói sao anh lại vô tâm đến thế nhỉ chuyến này đi mất công toi Sắp đến 16 tháng 6 rồi Mà anh vẫn còn tâm trí đi ngao du sơn thủy à Ngay sau đây còn phải ra ga Lên tàu trở về Giang Kinh Làm gì còn thời gian nữa Tổn nhạch mép cười Không mày may, may có ý phản bác Lúc này Hình mới nhận ra rằng Anh ta cố ý treo ngươi để cho cô mắng Mắng để giải tỏa bức xúc Cô lại thấy một cảm giác dịu ngọt So với vệ thanh thì mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều Hình trách anh chàng. Hiếm thấy một gã chỉ mong được ăn mắng như anh. Miễn là hình thấy vui thì dù tôi bị hình đá bay xuống thái hồ cũng chẳng có vấn đề gì. Hình tồm tềm cười, khiến đôi mắt tạ tốn vụt sáng lên như mặt trời vừa lách qua đám mây, nhưng trông anh chàng hơi đờ đẫn. Thôi nào, đang đi trên phố đấy. Thấy tốn nhìn mình như thế, hình phát cáo bèn đẩy cho anh chàng một cái. Cả hai đang cười đùa Bỗng ngay có tiếng người gọi từ xa Diệp Hinh Có điện thoại Sao ở đây lại có người điện thoại cho mình Hình trột dạ nhìn theo hướng Có tiếng gọi Chính là bác chủ hiệu tạo hóa Trước cửa hàng của bác Đúng là có dịch vụ điện thoại công cộng Diệp Hinh phải không Tôi thầm vệ thanh đây Giọng thanh gấp gáp Khắc hẳn cô gái ngồi xe lăn Nói năng từ tốn lúc nãy Sao thế? Hình thấy máu trong người như bắt đầu chảy nhanh Vệ thanh vội vã gọi mình Chắc là vì có chuyện quan trọng cần nói Về vấn đề của cô lúc nãy Được, em sẽ lên nhà chị ngay Không cần, cứ nói qua điện thoại là được rồi Bởi vì tôi có cảm giác Hơi thở của vệ thanh vừa gấp, vừa nặng nhọc Cảm giác gì? Đừng hỏi nữa, chính là câu hỏi của cô Ánh trăng Thành càng nói càng gấp hơn Sao thế? Bàn tay của Hinh cầm ống nghe run rẩy. Cô chợt linh cảm về một chuyện chẳng lành Hồ sơ Nguyệt Quang xã Người dịch Nguyệt Quang tức là ánh trăng Xã một tổ chức Ví dụ thông tấn xã Tiếng của vệ thanh bỗng nhiên đứt đoạn Tiếp theo là một tiếng rên bị nghẹt Hình thầm nghĩ, nguy rồi. Tài của áp chặt vào ống nghe. Chỉ thấy các tạp âm hỗn loạn. Hình quàng ống nghe xuống, chạy như bay về hướng nhà cao tầng, vừa chạy vừa gọi, vệ thanh. Một tiếng kêu thảm thiết, sẽ tan cảnh yên tĩnh, lúc giữa trưa, tốn chạy vụt lên theo hình. Anh bỗng kéo giật hình, giọng run run. Nhìn kia! Hình nhìn theo hướng đó, một cảnh tượng mà nhiều đêm về sau này nó lại hiện lên trong cơn ác mộng của cô. Một cô gái đang rơi từ tầng cao xuống đất, hai tay hua hua trên không trung, một tiếng thét xé lòng, chính là thẩm vệ thanh. Lại một tiếng khóc thấp thanh từ phía sau lưng cô, đó là bác chủ hiệu tạp hóa. Nước mắt hình tuôn trào, lòng đau như cắt, nhưng cô chỉ chững lại giây lát, rồi lại chạy như bay qua những âm thanh trong điện thoại thì không thể là thanh tự sát chắc chắn là có kẻ đã hãm hại lúc hình chạy đến khu nhà thì đã thấy một đám đông vây quanh hình không thể chờ thang máy nên cô chạy lên cầu thang nhưng cầu thang cũng đông người phần lớn là phụ nữ và người già đang tràn xuống chật vật mãi mới lên được đến tầng 6 thì thấy cửa phòng 601 đang khép chặt hệt như lúc cô và tốn ra khỏi phòng hình hơi do dự nhưng rồi vẫn vặn tay nắm mở cửa ra. Phía trước rất sáng, thì ra cửa trước ra ban công đã mở toang, chiếc xe lăn trống không, trơ trọi, dừng ở ngay ban công. Người hình bỗng nhũn ra, hai chân từ từ khuỵu xuống, có gục đầu, khóc nức nở. Trước đây, cô và thầm mẹ thanh có quen biết nhau không? Hình lắc đầu. Cô từ Giang Kinh xa lắc đến tận đây tìm vệ thanh có việc gì hệ trọng? Anh Cố, đội trưởng công an hình sự của sở công an, biết hình là người cuối cùng gặp vệ thanh, nên anh đích thân điều tra việc này. Tôi là phóng viên của trạm phát thanh Đại học Y số 2 Giang Kinh, hiện đang thực hiện một chuyên đề. Thầm vệ thanh là sinh viên của trường, là nhân vật có liên quan đến chuyên đề này. Đôi mắt hình đỏ sưng tấy, nhưng cô tư duy vẫn rất mạch lạc Cô có thể nói cụ thể hơn không? Thấy hình đã khóc đến nỗi như vậy Anh cố cũng không nỡ nói khai gắt với cô Trường chúng tôi Có một gian ký túc xá Hầu như mỗi năm Lại có một nữ sinh nhảy lầu tự tử Trong hơn chục năm qua Chỉ có vệ thanh là người may mắn sống sót Anh xem Lẽ nào cô ấy không đáng để tôi phỏng vấn hay sao? đội trưởng cố nghĩ bụng cô gái này chỉ thích hỏi phản vấn anh nghiêm giọng tại sao sau khi thấy vệ thanh chết cô lại chạy lên gác phá hủy hiện trường lúc nghe điện thoại tôi thấy có nhiều âm thanh hỗn loạn đoán chắc phải có kẻ mưu sát vệ thanh nên tôi hy vọng sẽ bắt gặp hung thủ dù chỉ nhìn thấy bóng của hắn thôi cũng được để cung cấp đầu mối cho các anh nhưng lúc đó khu nhà rất hỗn loạn mọi người đều đổ xô xuống thì cô đâu có thể biết kẻ nào là hung thủ lên đến nơi rồi cô đã nhìn thấy điều gì đúng là tôi không phát hiện thấy điều gì cả chỉ thấy cửa ngoài vẫn đóng nhưng không khóa đúng y như khi chúng tôi rời khỏi đó cô đã đi cùng với ai một bạn nam cùng học tên là tạ tốn lúc vệ thanh rơi xuống thì anh ta đang ở đâu đời lông mày dài của anh hơi nhíu lại đứng ngay cạnh tôi sau đó tôi chạy lên gác Tôi chẳng rõ anh ấy chạy đi đâu Trước đó anh ấy luôn đi cạnh tôi Anh ấy là bạn trai của cô à? Hình không biết trả lời ra sao Đành nói Kể cũng khó nói Coi như là bạn tôi Xin hỏi điều này có liên quan đến vụ việc hay sao? Cho rằng có liên quan hay không Là do ý cô Hay là ý chúng tôi Anh cố đã có dịp để vặn lại Lúc này chúng tôi chưa thể hỏi anh ta Nhưng nếu cô gặp thì hãy nhắn anh ta rằng Nếu cần thiết chúng tôi sẽ đến trường gặp anh ta nói chuyện Có thể châm trước cho tôi hỏi một câu Điều tra hiện trường Kết quả sơ bộ là thế nào không? Bị giết hay là tự tử? Câu hỏi của Hinh Làm anh cố thấy hơi bất ngờ Còn chưa thể kết luận anh nhìn về mặt có phần tiều tụy của Hinh Rốt cuộc anh vẫn dịu dàng Bước đầu nhận định là tự sát Ở hiện trường chúng tôi không thấy dấu vết vật lộn chống trả Cũng không thấy dấu vân tay Hay dấu chân khả nghi nào cả Không thể như vậy Hình khăng khăng Vì đúng là tôi đã nghe Thấy qua điện thoại Một loạt tiếng động Đây mới là điều tôi cần hỏi Phút cuối cùng Cô Thành có nói với cô những gì Anh đã chạy đi đâu thế? Hình ra khỏi cơ quan công an, gặp ngay tạ tốn. Mình hình vào, nói là đủ rồi. Tôi chẳng biết về vụ việc này nhiều hơn cô. Tội gì phải vào để người ta thẩm vấn. Có vui vẻ gì cho cám. Hình thấy buồn bực. Loay hoay thế này, chúng ta đã nhỡ tàu rồi. Đành phải đợi chuyến sau chạy qua đây. Có lẽ phải đợi đến khuya. Cho nên hình gọi tôi đi cùng là rất sáng suốt Ngồi chờ tàu sẽ rất lâu Chúng ta cũng có thể trò chuyện Hình đâu còn bụng dạ Nào nói chuyện với anh ta Cô ngao ngán Thậm chí chẳng muốn quay về trường nữa Cô lầm lũi bước đi Thấy vậy tạ tốn cũng không nói gì nữa Lặng lẽ bước theo Tạm ăn quấy quá vài thứ Rồi ngồi trên ghế Trong phòng đợi của ga tàu Cô ngủ gật Vừa chợp mắt bỗng thấy ánh mắt lành lạnh của thẩm vệ thanh tiếp theo là cảnh tượng thanh bị rơi xuống đất và khuôn mặt dập nát hình không thể nhìn thi thể của thanh nhưng khuôn mặt dập nát ấy vẫn hiện lên trong óc cô hình như đúng là vệ thanh nhưng lại giống cô gái áo trắng vẫn thấy trong giấc mơ sau hơn một tháng nữa khuôn mặt ấy sẽ thuộc về ai hình bỗng nghẹt thở ngực cô như bị đè nén bởi một khối trì nặng Dạ dày cuộn lên Rồi quẹ một tiếng Nôn thốc nôn tháo cả đám thức ăn Vừa ăn hồi nãy Hình mở mắt Nhìn cái đám ghê sợ ấy ở trước mắt Nhớ đến khuôn mặt Rách nát bươm trong giấc mơ Cô lấy khăn giấy bịt miệng Khóc không thành tiếng Tốn cảm thấy lúng túng Anh đặt tay lên vai hình Nói Không sao Chỉ là bị nôn Xung quanh dù sao cũng chẳng có ai Hình đừng khóc Chính vì tôi đến Nên vệ thanh mới bị chết Người duy nhất may mắn sống sót Trong vụ án mưu sát 405 Không còn nữa Là tại tôi Hình bỗng thấy mình rất trơ trọi Cảm giác thật sự sợ hãi Tràn đến với cô từng đợt Từng đợt như những con mãnh thú Vốn ẩn náu trong đêm Bỗng cho có thể xông ra nuốt chừng cô cô dựa đầu vào cánh tay tốn khóc nấc lên đừng nói những lời ngốc cách như thế nữa đã chót xảy ra bi kịch ấy thì hinh càng nên tận dụng cái đầu mối hiếm hoi mới có được tức là hồ sơ nguyệt quang xã tiếp tục điều tra cái lịch sử kỳ lạ này nếu có thể tìm ra sự thật để đánh dấu chấm hết cho vụ án mưu sát mối lẻ năm đề phòng bi kịch lại xảy ra sau này thì việc làm của cô chẳng phải là rất có ý nghĩa hay sao nhưng tôi cảm thấy hình như bóng đen của sự chết chóc rất nặng nề khó mà thoát được vệ thanh là một ví dụ quá rõ ràng đấy thôi hình hãy tin là chính mình tin rằng sau khi mình đã cố gắng hết sức thì sẽ có được những điều hoàn toàn mới mẻ bi quan vào lúc này sẽ chỉ hủy hoại chính mình mà thôi hình bỗng thấy tốn chẳng hề trẻ con như những biểu hiện bề ngoài mọi ngày nét mặt cô giãn ra thôi không khóc nữa nói nhỏ nhẹ anh nói mấy câu này mới gọi là nghe được rất giống cách nói của mẹ tôi lúc này hinh mới chợt nhận ra rằng mình đang ngà người áp vào tốn cô chợt đỏ mặt có phải hinh muốn nghe nói những câu không ra gì không đừng tưởng là tôi không nói ra được nhé tốn lại trở lại cái giọng cũ Hãy nghiêm chỉnh một chút đi Tôi rất sợ Thật đấy Hình lại gục đầu vào ngực tốn Sợ gì tôi còn chưa nói cho mà biết Đến hôm đó tôi sẽ ôm chặt Hình như thế này này Không cho Hình quay về phòng 405 Thế là ổn Tốn ghi chặt Hình muốn cưỡng lại Nhưng cô bỗng thấy mình không còn chút sức lực nào Hoặc có lẽ cô vốn không muốn cưỡng lại nếu tôi bị ma ám, trong lúc dồ dại, sức lực sẽ mạnh phi thường, tôi sẽ giải thoát khỏi anh, sẽ cắn tay anh, rồi xông vào phòng 405, nhào ra cửa sổ. Hình thấy mình hơi có vẻ gần mực thì đen, vì tốn cũng như sành đều hay nói nhăng nói cuội. Này cô cũng chẳng khác gì họ. Tôi sẽ đuổi theo và lại ôm chặt lấy hình. Sức mạnh tôi vô biên, cứ quyết nhảy xuống thì anh sẽ làm gì? Thế thì tôi sẽ nhảy cùng với hình. Đừng nói bừa nữa đi. Im lặng rất lâu, hai người vẫn cứ ngồi yên như thế, không nói, không nhúc nhích. Vào lúc này, hình cuối cùng cũng đã học được cách không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ thản nhiên phó mặc thời gian lặng lẽ trôi. Bên ngoài phòng dành cho khách chờ tàu, thỉnh thoảng cũng thấy có tàu dừng bánh rồi lại đi. Mọi việc vẫn tuần tự diễn ra hành khách dạo bước lên tàu xuống tàu vẫn đầu ra đấy tất cả vẫn bình yên thì sự ấm áp dường như giảm xuống ngưỡng tối thiểu có điều hình chẳng thể hưởng thụ lâu sự yên ổn này cô mơ hồ cảm thấy ngoài kia cách cô không xa có vô số những điều chưa biết đang lạnh lùng nhìn cô sao anh im tiếng thế hãy kể với mẹ anh đi anh nói là mình chưa từng gặp mẹ bao giờ tốn hỏi Hình không lo Nghe tôi kể thì sẽ khó chịu à Không nói thì thôi vậy Hình cố ý nhòi người ra Để ngồi thẳng dậy Tốn càng ghi chặt hơn Tôi đã nói rồi mà Cô tuyệt đối đừng nên chối từ Hình không nói nữa Ngước nhìn đôi mắt tốn Đầm ấm Nồng nàn khát vọng vô biên Suýt nữa thì cô đã ừ với anh Thực ra tôi nào có quyền gì để đòi hỏi hình Tốn thở dài Chuyện của tôi rất đơn giản Sinh tôi ra ít lâu Mẹ tôi đã bỏ đi Và không bao giờ trở lại nữa Rõ ràng Tốn cố ý nói quấy quá cho xong chuyện Nhưng anh vẫn có được những điều kiện rất tốt Trong đám sinh viên chúng ta Mấy ai được học đàn biên hôn Biết Tốn vẫn cố sức làng tránh đề tài này hình bèn lái câu chuyện sang hướng khác điều kiện tốt không có nghĩa là vui sướng và nhắc đến để làm gì đây dù sao tôi cũng đã sống đến giờ lại được ôm trong lòng cô gái mà tôi thích tôi còn cầu mong gì nữa đây tôi thấy anh vẫn cứ chơ trẽn vậy thôi chớ quên nhắc đến là còn có một người bạn từ thời thơ ấu cực kỳ thân thiết tôi thấy anh rất hạnh phúc thì có tên anh ấy là gì vậy Lệ Trí Dương Đó là cô chưa nhìn thấy lúc bọn tôi choàng nhau Vợ chồng còn có lúc to tiếng nữa là Có đánh có mắng Mới là thương yêu thật Trong nửa năm qua Hình và Sành luôn là đối tượng để các bạn trêu chọc. Lúc này Hình vận dụng cái điều mình ngán ngầm ấy sang tốn Cô không hề thấy ái náy chút nào Có lẽ Vì cảnh gia đình như thế Nên tôi từ nhỏ đã hay đa sầu đa cảm mày mà đã quen chí dương cùng chơi với nhau cùng trưởng thành nên cuộc sống cũng phong phú đa dạng lên nhiều rồi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học vào học cùng một lớp phải nói là trăm năm khó gặp được người bạn như thế có lẽ hai anh chẳng những có tình cảm mà còn có duyên phật tuy cùng là hai chàng trai trẻ nói thế này thì cũng có phần kỳ cục nhưng thực tế chẳng phải thế là gì hình tấm tắc khen ngợi cô trở nên nghiêm chỉnh chẳng thể nói đến hai chữ duyên phận ví dụ nếu hai người cùng cố gắng học tập cùng thi đỗ một trường đại học thì đã gọi là rất ly kỳ hay sao chưa chắc đâu huống chi có khi vì đã thân nhau đến một mức nào đó thì tình cảm lại trở thành một gánh nặng tốn lại thở dài nghe tốn nói thế Hình chợt này ra một ý Cô lập tức ngồi thẳng người Thản nhiên nói Anh nói đúng Có mới nới cũ là bản tính của con người Cho nên lúc đầu Nên giữ một khoảng cách mới phải Cô đồng thời thầm trách Mình đã nghĩ nhầm về người ta Tốn nhận ra rằng Hình đã có một suy luận logic Anh nhất thời chẳng biết nói sao nữa Đành im lặng Cho đến lúc thấy Hình Hai cuồng mắt lại đỏ hoe Anh mới nói Nhưng với em thì khác anh anh thật lòng yêu em